Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ông Trương Minh Tuấn. Chiều tối nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo quyết định, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông do có vi phạm khuyết điểm và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng tại quyết định số 806 QĐ-NS-TW ngày 16 tháng 7 năm 2018.